Wow, mang biển số ối giời ơi luôn các bạn ạ. Đó, lại gặp lại em nó. Lần đầu tiên mình gặp nó là năm 2015, và bây giờ mới được gặp lại em nó. Biển số 37A ngũ 8 các bạn nhé. 37A ngũ 8, các bạn nhìn thấy đẳng cấp không? Hello hello, chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Junior Supercar Vlog. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thánh Địa Siêu Xe và Xe Sang Hà Nội. Hôm nay có gì các bạn nhé? Đó, hôm nay là thứ 7 và có một số mẫu xe đáng chú ý đang xuất hiện tại đây. Như các bạn đã thấy này, cặp đôi xe siêu sang đến từ Anh Quốc. Chiếc Rolls Royce với màu trắng đục rất đẹp, và nội thất bên trong mọc da màu đỏ các bạn nhé. Các bạn nhìn ấn tượng cực kỳ luôn. Đây là chiếc Rolls, chiếc coupe siêu sang hai cửa của thương hiệu Rolls Royce. Đó, động cơ V12 6.6 lít. Đẹp dã man luôn nhé, đẹp xuất sắc luôn. Biển cũng rất đẹp, và chiếc này thì đang được chào bán lại. Đang được chào bán lại. Đây chúng ta thấy logo của Rolls Royce, logo thủ thò của Rolls Royce. Đó, chiếc này thì đang được một số showroom tại Hà Nội chào bán lại với giá khoảng mười mấy tỷ, 16, 17 tỷ gì đó. Anh em nào quan tâm có thể ghé thăm mấy cái showroom nổi tiếng Hà Nội thì chiếc này đang được chào bán tại các showroom đó các bạn nhé. Đây là chiếc coupe hai cửa này. Mâm xe là mâm 5 chấu này. Đó, các bạn nhìn này. Rolls thì có thiết kế cực kỳ đẹp luôn các bạn. Rolls thiết kế cực kỳ đẹp luôn anh em. Miễn chê luôn đây các bạn này. Nhìn này, đang đỗ tại mặt Ngô Quyền của khách sạn Metropole các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thiết kế đẳng cấp cực kỳ luôn. Phần đuôi với phong cách coupe được làm vuốt xuống, cong mềm mại. Đây anh em thì quan sát cái góc này thấy rất ấn tượng với chiếc Rolls luôn. Đẹp xuất sắc. Ngay phía sau em nó là chiếc Bentley Bentayga đến từ Ninh Bình các bạn nhé. Biển 353-07979 các bạn này. Biển đẹp cực kỳ luôn. Thân tài lớn. Màu cũng rất là đẹp. Đây là một trong những chiếc Bentley Bentayga đầu tiên được đưa về Việt Nam luôn, và có ngoại thất màu vàng đồng. Mâm xe thì nó không được ấn tượng bằng những phiên bản được đưa về khác, bằng những chiếc được đưa về khác. Chủ nhân cũng đã độ bậc lên xuống hai bên các bạn này. Độ bậc lên xuống gắn cố định hai bên. Chiếc này thì là thuộc phiên bản W12 các bạn nhé. W12 6.0 lít. Đây các bạn nhìn phần ngang của em Bentley Bentayga. Đó, đang đỗ tại vị trí phải nói là rất đẹp luôn. Một cặp xe sang luôn các bạn nhé. Đó, một cặp xe siêu sang luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đây là phần đuôi của em Bentley Bentayga này. Em có thể quan sát phần đuôi của em đó và chiếc Rolls Royce Red đỗ phía trên Bentley Bentayga W12. Đó, ngay phía sau là một chiếc Mercedes S-Class độ lên phiên bản Maybach. Và chiếc này có ngoại thất màu xám các bạn nhé. Ngoại thất màu xám. Đó các bạn nhìn, ngoại thất màu xám xanh, không phải là màu đen. Nhìn rất độc luôn. Mâm là mâm của S560. Mâm của S560 Maybach. Và chiếc này cũng được độ cả trước này, mâm này, ốp sườn hai bên này. Và có lẽ là có cả logo ở phía sau. Chính xác thì có cả logo phía sau các bạn nhé. Đó, bộ ba quyền lực, hai chiếc đến từ Anh và một chiếc đến từ Đức. Đó, bộ ba xe siêu sang các bạn nhé. Đây thì chúng ta có một chiếc Volvo XC90. Đó, chiếc SUV nổi tiếng với những công nghệ an toàn tiên tiến hàng đầu thế giới. Chiếc này thì đang được bán tại trường Việt Nam với giá 4 tỷ đồng các bạn nhé. 4 tỷ đồng chưa bao gồm các chi phí ra biển để lăn bánh tại Việt Nam. 3 tỷ 999 với phiên bản T6. Còn phiên bản T8 dùng động cơ plug-in hybrid thì nó sẽ có giá bán đắt hơn. Còn đây là một chiếc XC90 thuộc phiên bản T6 các bạn nhé. Thuộc phiên bản T6, ngoại thất màu trắng. Ở đây lại có một chiếc xe biển Ninh Bình nữa này, 35A21223. Một chiếc GLC 300 AMG. Đây là phiên bản lắp ráp trong nước. Không gian đây thì nói chung là xe sang và xe đẹp thì nó quá nhiều rồi các bạn. Xe sang và xe đẹp quá nhiều. Wow. Có một chiếc 7 series cực kỳ đáng chú ý luôn. Một chiếc X5 đời cũ này, biển khá đẹp, 9992. Chiếc xe rất đáng chú ý này các bạn nhé. Không phải là một chiếc xe đến từ Hà Nội mà là một chiếc xe đến từ Nghệ An và mang biển số các bạn ơi. Wow. Mang biển số ối giời ơi luôn các bạn ạ. Đó, lại gặp lại em nó. Lần đầu tiên mình gặp nó là năm 2015, và bây giờ mới được gặp lại em nó. Biển số 37A ngũ 8 các bạn nhé. 37A ngũ 8, các bạn nhìn thấy đẳng cấp không? Đó,
Đó, các bạn nhìn đi. Wow, đây là chiếc Range Rover Autobiography các bạn nhé. Siêu phẩm luôn. Autobio đây là phiên bản trục cơ sở ngắn, không phải là phiên bản trục cơ sở dài các bạn ạ. Đây là phần đầu của em nó này, Autobiography này, đến từ Nghệ An, biển số Ngũ 8 37A Ngũ 8 này. Đó, đẳng cấp chưa? Ngay phía trước là một chiếc BMW 750 các bạn nhé. Chính xác thì đây là một chiếc 750 thật. Đó, chiếc này về Việt Nam đâu đó là 8,8 tỷ, 8,8 tỷ cái thời được đưa về Việt Nam. Mâm của 750 nữa các bạn này. Đó, bộ mâm này là bộ mâm đặc trưng của phiên bản 750 luôn nhé. Đây, đèn pha là đèn pha laser này, nó khác biệt với các phiên bản 7 series khác. Đó, dùng đèn pha laser, đèn pha laser light của BMW. Đó, một số cái điểm nhận diện đó là đây, các bạn nhìn thấy cái xanh xanh ở trong đèn không? Đó, đèn pha laser nhé. Đây mình đang tìm đây, BMW laser light, nó gắn ở đây này các bạn này. Nó khác với các phiên bản 740 và 730 thì nó không có đèn pha laser light, và mâm nó cũng là mâm khác. Đó, đây chính xác là một chiếc 750. Thời điểm đưa về là khoảng 8,8 tỷ, đăng ký xong là hơn 9 tỷ các bạn nhé. Đó, đẳng cấp là ở đây này các bạn này, 750. Động cơ là động cơ lớn hơn V8 4.4 lít thì phải, mình nhớ không nhầm là thế. BMW 7 series phiên bản M Sport. Wow, 488 các bạn ạ. 488 vàng kìa. Wow, bộ về to dã man luôn. Đây, một chiếc BMW 7 series. Một chút nữa thì mình sẽ tìm chiếc đó, mình quay cho các bạn nhé. Đó, đây các bạn nhìn này, 30H15594. Đây là một chiếc 7 series với trang bị M Sport. Với cái bộ mâm này thì mình đoán nó là mâm của phiên bản 740 M Sport, không phải là phiên bản 730 M Sport bán chính hãng ở trường Việt Nam. Không rõ là chiếc này được chủ nhân độ hay là nguyên zin là thế. Đây các bạn nhìn, bộ mâm đẹp chưa? Phiên bản M Sport với bộ mâm này. Đó, lốp 20 inch 275/35 phía sau và mâm M Sport. Đó, cũng mâm M Sport ở phía trên và có logo M tại mang cá cột A này. Phần đầu cũng được làm phong cách của M Sport các bạn nhìn. Đó, chất lượng cực kỳ luôn. Chiếc này thì với cái đèn pha thường này thì là phiên bản 730 các bạn nhé. Đây là một chiếc BMW 730 được chủ nhân 730 M Sport, được chủ nhân order hoặc là độ một cái mâm M Sport của phiên bản 740 M Sport. Đây, đèn pha là đèn pha LED thường, BMW LED của phiên bản 730. Nếu như 740 thì mình nhớ không nhầm thì nó sẽ là đèn pha laser các bạn nhé, laser light. Tiên nhìn vẫn rất ấn tượng các bạn nhỉ. Đó, đẹp. Rất ấn tượng với chiếc 730 với mâm M Sport của phiên bản cao. Đây các bạn nhìn, nhìn ngang rất ấn tượng. Đó, mình sẽ đi xuống phía dưới này. Còn những chiếc xe nào đáng chú ý không nhé? Ở đây thì chúng ta có một chiếc Toyota Alphard. Ở đây thì chúng ta có một chiếc Volvo XC40 màu xanh. Màu xanh rất ấn tượng luôn, Volvo XC40 các bạn nhé. Chiếc crossover cỡ nhỏ cạnh tranh với GLA và Audi Q2. Một chiếc GLC 200 màu xanh. Ở đây thì chúng ta có GLC 300 AMG. GLC 300 AMG và Range Rover Autobiography. Đó, bản trục cơ sở dài các bạn nhé, bản trục cơ sở dài. Đời mới, Autobio đời mới. Không phải là mới nhất trên thế giới nhưng mới nhất tại Việt Nam rồi. Chiếc này cũng có khoảng 30G thì chắc là khoảng 2020, 2019, 2020 gì đó. Autobiography này các bạn này. Đó. Rất đẹp, rất xuất sắc các bạn nhỉ. Phía dưới đây còn những xe gì đáng chú ý hay không các bạn nhé. Ngó xem, vừa nghe thấy tiếng bô chiếc 488 nó ở đâu đó quanh đây. Mình nghĩ là đang đỗ quanh đây thôi. Mẹc rất nhiều mẹc các bạn ạ. GLC này, C này, bên kia cũng có C này. Rất nhiều mẹc này, một chiếc C nữa này. E300 AMG này. E300 AMG này. Toyota Land Cruiser Prado này. Honda CR-V này. Quá đẹp các bạn ạ. Ở đây thì chúng ta có một chiếc Jaguar XJ được độ wide body, được độ một số chi tiết của gói wide body các bạn nhé, và full black luôn, từ trước sau đều có màu đen các bạn ạ. Mâm xe cũng được sơn màu đen, dùng lốp Michelin Pilot Sport 17 inch các bạn nhé, mâm 17 inch, lốp 225/50. Và đây các bạn thấy ốp sườn hai bên, ốp sườn hai bên mở rộng. Đó, cái ốp sườn bổ sung cản sau các bạn này.
càng sau, và chiếc này cũng đã được độ vô các bạn nhé. Đây các bạn nhìn, wow, phần đuôi nhìn cực kỳ đẹp luôn, phần đuôi nhìn gấu cực kỳ. Wow, đây chiếc Panamera này đi quay lại, một màu xám xi măng có xuất sắc, chị gái lái luôn. Wow, wow, tuyệt vời, mặt trời luôn các bạn. Chiếc này thì được độ vô các bạn này, ống xả kép đặt đối xứng hai bên. Đó, anh em này quan sát ống xả kép đặt đối xứng hai bên và cái ống loa đầu ra nó làm thì to, rất ấn tượng luôn. Logo Jaguar và áo đen cũng được sơn đen, thì quá xuất sắc luôn. Ở trên này thì chúng ta có một chiếc Range Rover Evoque, Range Rover Evoque và một chiếc Volkswagen Fusion, nhìn rất cá tính luôn. Wow, anh em nhìn đẹp chưa, đẹp xuất sắc luôn. Chiếc Bistro mui trần đó, chú bọ mui trần màu xanh trên của chiếc Lacca. Cái phố này thì ở phố Ba Triệu thì chúng ta có một chiếc Porsche 911 KRS, đây là chiếc nhập Mỹ các bạn nhé. Chiếc này thì mình đã từng quay cho các bạn tại Sơn Tùng Auto rồi này các bạn, mình đã từng quay chiếc này ở trong những cái vlog như Sơn Tùng Auto hôm nay có gì đó các bạn này. Chiếc Porsche 911 KRS nhập Mỹ với logo 911 KRS phía sau được sơn màu đen, và các bạn thể quan sát này, chiếc này nhìn nói là quá đẹp luôn, đời 992 cực kỳ đẹp các bạn. Wow, nhìn cái góc này các bạn sẽ thấy là nó đẹp và ấn tượng như nào. Đây các bạn nhìn tem nhập Mỹ ở phía trước này, đây là một trong số ít những chiếc 911 được nhập tư nhân, nhập Mỹ về thị trường Việt Nam các bạn nhé. Bên trong dây đai an toàn cũng có màu vàng luôn. Đó, 911 KRS đời 992.